Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trong video này, Thiện sẽ lên một con máy cắt cỏ giá rẻ cho anh em ha. Thì mấy video trước đó anh em, Thiện lên những con máy chính hãng thì giá nó hơi cao. Có nhiều anh em đang tin tới cái thì Thiện ra những video mà máy tầm trung và tầm vừa, nói chung là vừa phải để anh em mình tham khảo ha. Thì đây là một con máy rẻ nhất trên cửa hàng của Thiện ha. Thì tiền là của đó thôi anh em ha, thẳng thắn với nhau, chắc chắn tiền là của đó ha. Một con máy mà 2 triệu thì chắc chắn không thể nó bì với một máy 5-6 triệu được rồi anh em, nhưng tùy vào kinh tế anh em kinh tế mình kinh tế nhiều thì anh em chọn những con chính hãng ha, mình sử dụng cho nó bền cho nó lâu dài. Còn kinh tế mình ít á thì mình đầu tư những con máy như thế này, mình xài tạm trước cũng được ha anh em. Thì nói thì thôi chứ còn con này thì xài cũng ok thôi anh em ha. Thì giá nó rẻ thì thích hợp cho những anh em nào mà kinh tế eo hẹp thì mình lựa chọn con như thế này, mình cắt là vô tư rồi nha. Rồi thì đây, đầu tiên thì quy cách đóng gói của con này anh em là cái đầu này nó sẽ rơi trong một thùng khác và cái cần nó sẽ rơi trong thùng khác ha. Ở đây thì cũng lắp ráp sẵn cho anh em mình, gọi như mình xem video cho nó nhanh chóng nha anh em. Rồi thì đây là những thứ gì trong thùng mà anh em có nè. Đầu tiên là con dao nha anh em, một con dao. Dao này thì là dao ở sau toàn tiếng Nhật thôi, nhưng không biết là Nhật thì hay không anh em. Thì nó dài khoảng 3 tấc anh em, dài 1.6 dao này, ở sau toàn tiếng Nhật. Mà Nhật hay không thì không biết. Giá điêu cho anh em nè, tại vì con này giá rẻ, nên nó trang bị cho anh em cái giá điêu là một bên ha. Bình xăng dự phòng này anh em, bình xăng dự phòng. Phí bảo hành thì con này nó sẽ được bảo hành chính hãng cho anh em là 6 tháng nhé, nên em yên tâm thoải mái sử dụng. Rồi thì tiếp tục là cái túi này là cái túi đồ nghề nha anh em. Thì tuy là một con hàng giá rẻ thôi nhưng anh em vẫn được trang bị là một cái túi rất là xịn sò luôn anh em. Túi là túi đồ nghề ha, mình mua về đồ thì mình đi làm, còn cái túi này mình cho vợ mình đi chợ rất là ok anh em. Túi rất là giống túi LV hay Gucci trên mạng anh em, cũng khá là đẹp. Rồi thì bên trong sẽ gồm có những gì nè. Tủ vít này, tủ vít này thì tủ vít hai đầu ha, đầu dịp và đầu bên kia tùy chọn anh em sử dụng. Tiếp tục là một tiếp buri ha, đầu này sẽ có đầu bên kia cho anh em luôn. Color 8 và color 10 ha, tích hợp trong một cái. Rồi tiếp tục là lục giác 4, lục giác 5 nhá. Còn cái này là cái cắt cước này, cái cắt cước anh em lắp lên cái máy cỏ ha. Đó là những thứ gì trong cái túi lúc ngày này mà em có. Thì với những cái dụng cụ này thì anh em hoàn toàn có thể sửa chữa những cái bệnh lặt vặt ở nhà ha. Còn bệnh nặng thì chắc chắn phải ra thợ rồi anh em. Thì trong máy nó chỉ chỉ có con dao cho anh em thôi nhé, không có cước nha anh em. Thì cửa hàng Thiện cũng sẽ tặng kèm cho anh em là một cước ha, một cước cho anh em mình sử dụng ha. Vì thì cũng biết là đa số anh em bà con mình thì thường sử dụng ổ cước là nhiều, chứ mấy cái sử dụng dao ít hơn anh em. Thì sẽ tặng kèm một cước cho anh em và đồng thời thì tặng cho anh em là một chai nhớt ha. Chai nhớt này 100ml pha 2.5 lít xăng, anh em mình về mình đồ ra máy cho nó vui nha anh em ha. Rồi thì cũng xin được nói giá luôn, con này bên cửa hàng thì đang bán với giá là 1.950.000 ha, giá tại cửa hàng nha anh em. Khi anh em ở xa á thì nếu anh em chuyển khoản đầy đủ cho Thiện thì Thiện sẽ bao ship cho anh em luôn ha, vẫn với giá 1.950.000 bao ship cho anh em, là nếu với điều kiện là anh em chuyển khoản đủ nhá. Còn khi anh em mà mình muốn xem hàng rồi mới thanh toán ha, thì anh em cho Thiện xin thêm là 50.000 phí ship nữa là 2 triệu ha. Thì chắc chắn con này đi ship đâu nhà anh em ha, chắc chắn sẽ hơn 100.000 phí ship. Nhưng anh em nào mình không chuyển khoản trước á thì Thiện sẽ lấy thêm anh em 50.000 phí ship nữa nhé. Lại tổng không có nghĩa là 2 triệu bao ship cho anh em khi anh em nhận hàng thanh toán. Còn khi mà anh em chuyển khoản đầy đủ cho Thiện 1.950.000 thì Thiện sẽ bao ship cho anh em đó ha. Còn về nói chung về độ uy tín thì Thiện cam kết cho anh em luôn, cửa hàng Thiện hồi giờ chưa lừa ai bất cứ 1.000 nào hết, đảm bảo anh em luôn ha. Cửa hàng Thiện ở đây là bán cho hàng trên toàn quốc ha. Mặt Thiện thì nó nằm trên đây, nằm trên kênh YouTube này, anh em kiếm đơn giản anh em. Bữa nay vì lừa gạt đơn giản anh em, thì mà lừa gạt là Thiện không dám đưa cái mặt Thiện lên đâu. Bởi vì bữa nay Facebook hay là YouTube thì nó rầm rộ rồi ha, lừa gạt một phát thôi anh em bóc phốt một cái thôi là dẹp tiệm luôn á, chứ không phải là như ngày xưa đâu mà dễ lừa gạt anh em. Thì những cái chỗ nơi mà như là giấu mặt thì anh em còn sợ lừa gạt, cái còn đây cái bản mặt Thiện này thì anh em không tin em, anh em yên tâm nhá, cửa hàng Thiện thì chắc chắn uy tín cho anh em rồi. Rồi thì đây mình sẽ lên mình tham khảo từ trên xuống dưới nha anh em. Rồi thì con này là sử dụng đầu bò là 28.9 ha, có nghĩa là phi 28 Rồi nơi chính khía ha. Đầu bò này thì chắc chắn anh em kiếm trên thị trường rất là nhiều ha, nó rơi vào tầm khoảng 180 đến 250 cái đầu bò này ha. Giá đó nha anh em, giá mua rồi đó
thì nó rơi vào tầm khoảng 180 đến 250 cái đầu bò này ha. Giá rất là dễ kiếm trên đầu bò trên thị trường anh em. Thì cái đầu bò mà nó đến cái mức mà nó hư thì anh em phải xà nát cái máy rồi cái đầu bò mới hư anh em. Trừ trường hợp là anh em làm rớt hay là rơi mình đi di chuyển nó bể thì mình phải thay. Chứ còn mà nói mà cái đầu bò này nó hư thì cực kỳ khó hư ha. Chỉ có anh em xài lâu quá mà anh em không bảo dưỡng á, anh em không bôi mỡ trong này á thì khả năng là nó sẽ hư mấy bi. Thì bi này thì mình thay được. Bi thì đơn giản ha anh em. Trong này thì nó tầm khoảng là coi 1 2 bi này, 3 4 bi ha, 4 bi trong này. Thì mình trong quá trình mình sử dụng thì mình nên mở góc này ra và mình chêm mở bò vô nha anh em. Mở bò tốt thì càng tốt, còn không có thì mình cho mở thường cũng được. Rồi đó là phần đầu bò. Dưới này sẽ là máng cỏ này ha. Con này thì có mã là 330 là nòng 36 ly đó anh em ha. Đa số trên thị trường thì anh em để ý nè. Mẫu có mã là 260 là nòng 34 ly, mẫu 330 là nòng 36 ly và mẫu 430 là nòng 40 ly nhé. Ha, anh em nhớ kỹ chỗ này nha. Đó thì con này là mã 330 nòng 36 ly. Thì nòng 36 ly này thì thoải mái em sử dụng rồi ha. Cắt cỏ hay cắt cước gì, cắt dao cắt cước gì đi mua tư ha. Rồi thì đây là cái máng cỏ này ha. Tuy là một con máy 330 nhưng cũng được trang bị cho anh em cái máng cỏ khá là to luôn ha, cũng rất là to đó, rất là to. Và nếu mà anh em nào mà muốn nhẹ hơn á thì mình có thể tháo cái máng ra luôn, tháo cái miếng nhựa màu đen này tháo ra được nha, rất là đơn giản thôi. Rồi ống cân là ống cân bằng nhôm ha, 28mm cũng khá là to nha anh em. Rồi xuống đây là phần tay cùm này. Phần cùm của này thì cũng thiết kế rất là to ha. Cùm này thì Thiện thấy nó mang máng như cái cùm con Maruyama ha. Con Maruyama là con máy tốt, máy Nhật nha anh em. Con Maruyama là một con máy Nhật chính hãng mới 100% ha. Bên Thiện vẫn có bán, anh em nào có nhu cầu cao quá thì anh em cứ liên hệ cho Thiện nhé. Rồi thì đây là phần ghi đông nè ha. Ghi đông thì nhìn cũng rất là tinh tế đó ha. Đó này, ghi đông này. Thì đây và phần tay ga anh em. Thì cũng xin nói trước với anh em luôn ha. Con này á, nhược điểm duy nhất của nó là cái tay ga. Tay ga này thì nó khá là nặng so với những con trên thị trường ha anh em. Đó thì Thiện có gì Thiện nói đó thôi, thẳng thắn với anh em nhé. Đó chứ để không nói rồi về anh em mình thấy nó nặng anh em kêu là Thiện mua gian bán lận thì không có nha anh em. Ở đây thì chắc chắn với anh em luôn, có gì thì nói đó ha. Anh em nào mà tùy nhu cầu, anh em thấy ok giá rẻ, mình chi phí mình nói chung là kinh tế mình không có nhiều thì mình chơi một con hàng giá rẻ, từ từ mình có tiền thì mình nâng đời lên anh em ha. Còn đây đảm bảo anh em luôn là con máy giá rẻ nhất của cửa hàng Thiện rồi ha anh em. Đó thì nhược điểm của này thì nó ga nó hơi nặng ha. Anh em nào mà ví dụ như anh em mua máy này anh em chuyển khoản đầy đủ cho Thiện thì chắc chắn Thiện sẽ có cách để làm cho anh em nó nhẹ hơn bớt ha. Thì ở trước đây Thiện nói luôn thì Thiện nếu mà anh em mình chuyển khoản đủ nha, chứ còn anh em mà chưa chuyển đủ thì Thiện không dám làm, bởi vì làm cái này thì nó sẽ hơi xấu, nhưng mà về thực dụng thì nó chắc chắn nó sẽ nhẹ cho anh em ha. Thì Thiện sẽ khoan hai cái lỗ ở đây đó, khoan hai cái lỗ ở đây và bắt một cái miếng la nó ra ở này đó thì anh em bóp nó rất là nhẹ thôi ha. Đó cái này thì xử lý lại. Cái này anh em nào mà mua máy chuyển khoản đầy đủ thì sẽ xử lý cho anh em rất dễ dàng. Còn anh em nào mà mình mua hàng mình thanh toán sau thì Thiện sẽ không dám làm ở đây ha. Cái đó thì anh em tự làm thì nó cũng đơn giản hơn anh em. Bắt khoan hai cái lỗ ha, có miếng la mình khoan hai cái lỗ, bắt hai sắt con ốc 6 ly vô tặng tán là ở trong là xong, đơn giản. Còn anh em nào mình muốn để dây sao cũng được thì so với những con máy trên thị trường thôi nha anh em, thì nó hơi nặng thôi chứ còn không có đến nỗi là nặng nhưng mà mình không bóp nổi anh em. Đó rồi đó phần tay ga. Đây thì nó chỉ có công tắc cho anh em nè, công tắc này ha. Và nó có một cái núm khóa ga, anh em bóp ga lại và anh em khóa lại ha, nó sẽ chết ga luôn ha. Đó khóa ga bóp lại nó rơi ra. Số 1 anh em nói nè, con công tắc nào trên thị trường nó cũng vậy thôi anh em. Số 1 là tắt, số 1 là mở, số 0 là tắt nha, anh em cứ nhớ kỹ vậy. Số 0 là tắt, số 1 là mở. Thì khi anh em mình làm xong buổi chiều hôm nay rồi đúng không, mình tắt máy thì sau khi máy tắt anh em bật lại liền dùm Thiện luôn. Đó là cách an toàn nhất để mất công sáng anh em lại mất công anh em quên á, anh em để tắt công tắc là anh em giật hết tô phở luôn là không đủ anh em. Rồi đây nó chỉ có hai cái lỗ này á, thì để anh em mắc dây đeo, hai mắc dây đeo. Cái này thì mình điều chỉnh được nha anh em, con ốc dưới đây mình điều chỉnh tới luôn được. Chỗ này là để nó êm này, mình tựa vào đùi mình cho nó êm ha. Đó đây phần bọc chuối, côn như là chiến hôm nay. Rồi thì phần đầu nổ đó anh em. Trên đây thì anh em có thể ha, cái một con nó sẽ có một cái tem là Takara 330. Đó. Thì nghe tên rất là Nhật Bản anh em, Takara ha. Nghe tên rất chi là Nhật Bản. Nhưng con máy này là sản xuất lắp ráp hoàn toàn tại Trung Quốc nha anh em ha. Một con máy giá rẻ như thế này thì anh em đừng có nghĩ là anh em thấy người ta kêu hàng này thì công ty Nhật Bản hay công ty này công ty nọ sẽ lắp ráp tại Trung Quốc. Không có đâu anh em. Con này chắc chắn anh em luôn, đảm bảo cam kết với anh em luôn. Sản xuất lắp ráp Trung Quốc hoàn toàn đó ha. Có gì thì nói đó, thẳng thắn cho anh em luôn ha. Có nhiều người họ bán máy, họ nói chung là họ
họ lừa lọc anh em á, họ họ kêu họ nói chung là nhiều anh em mình không tìm hiểu kỹ trước và mình chọn những cái hàng không uy tín, họ nói gì thì mình nghe nấy thôi nè ha. Có rất là nhiều nha, có rất là nhiều cửa hàng nha, thấy cái tên này xong rồi họ bán giá thiệt là cao, họ bơi này 400.000, 500.000, 600.000 ha, anh em thấy thơm quá, anh em kiểu u con máy này được có mấy trăm nghìn luôn. Còn anh em có chừng dính bẻ nha anh em. Thôi ở đây thì chắc chắn với anh em rồi, thì có gì thì nói đó ha, giá cả rất là ok đó, anh em nào mà quan tâm thì xin liên hệ lại số điện thoại góc mình cho Thiền luôn ha. Rồi đây là phần nắp dứt nè, nắp dứt này thì thiết kế khá là to nha anh em đó. Còn về phần nói chung là anh em những con máy Trung Quốc như thế này á thì đảm bảo anh em phụ tùng phụ kiện kiếm rất là dễ dàng thôi ha, không gì khó khăn hết, nên trong quá trình sử dụng á nó cứ hư hao trục trặc gì hết thì rất là dễ kiếm thôi nha anh em đó. Là phần nắp dứt nè, phần bô lửa bên đây ha, bên xăng đây đó, bên xăng thì cũng được làm bằng nhựa thôi anh em ha, có một cái đế nhựa cho anh em. Thì một con máy giá rẻ thì không được đòi hỏi, cũng không có đòi hỏi được nhiều anh em đó, cái đế này bằng nhựa ha, nhựa cứng thì cũng khá là ok thôi. Rồi bên đây sẽ là cái buoy này, buoy này khá là to và anh em muốn mở buoy này thì anh em phải dùng cái lục bố anh em mở ra đây, mình sẽ mở cho anh em mình tham khảo luôn ha. Trong túi lông nghề nó sẽ có lục bố và lục bố như thế này, mình sẽ mở ra này. Thì anh em sử dụng máy cỏ hoặc máy cưa lóc á ha, anh em thì lưu ý là mình nên vệ sinh bộ, mình nên vệ sinh cái lọc gió thường xuyên nha anh em ha. Anh em tốt nhất là anh em cứ làm một ngày anh em vệ sinh một lần là ok nhất ha. Còn anh em kêu mua con cá giày vệ sinh rồi lấy đi xài thì anh em kiếm chỗ này mà người ta bán mua nệm á, anh em xin ha, người ta cho một núi luôn ha. Anh em về anh em cắt ra y xì giày rồi anh em cứ thay thế mà anh em sử dụng thôi. Đây lọc gió đây thì anh em nên vệ sinh kỹ càng trước khi sử dụng nha. Rồi đó là phần lọc gió, thì trong này nó sẽ là bộ chế hòa khí. Bộ chế hòa khí này thì dùng bộ chế hòa khí da bơm nha anh em. Bộ chế khí chế bơm thì thông dụng thị trường rồi anh em, rất là dễ kiếm bộ chế hòa khí như thế này. Còn thì nói mà một cái bộ chế hư thì nó cũng rất là lâu anh em ha, trừ trường hợp mà anh em để lâu. Thì ở đây thì có một cái mẹo nhỏ để anh em sử dụng cái máy nó bơm này. Khi anh em sử dụng hết mùa rồi nha, mình nhắm là khoảng 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 1 năm, nửa năm gì đó mình mới sử dụng lại. Thì anh em đổ xăng trong bình xăng lớn ra ngoài và anh em giật nổ máy bình thường ha, cứ giật nổ máy bình thường cho nó chạy guarantee. Chừng nào cho tới máy nó tắt hẳn đó, thì anh em đảm bảo là trong bộ chế này nó sẽ sạch xăng đó, thì nó như một máy mới ha, không có xăng trong này. Thì đảm bảo anh em tới mùa sau anh em đổ xăng vào thì anh em chạy, anh em cứ bơm xăng là anh em chạy thôi ha. Chứ có rất là nhiều anh em mình không biết á, mình mua về mình sử dụng xong rồi mình cứ để im đó, xong rồi tới mùa sau ha, mình ghét mình treo lên nhà mình chẳng hạn, nửa năm sau mình quay lại mình sử dụng mình giật lòi e luôn không nổ, kiệt một ca ha, nghiệt một ca anh em. Bởi vì trong cái xăng á, đầu tiên xăng ở Việt Nam mình á thì nó là pha rất là nhiều chất luôn nè. Thứ hai nữa, con này là xăng pha nhớt ha, động cơ hai thì chắc chắn anh em phải xăng pha nhớt mới chạy được rồi đó. Thì lâu ngày anh em để không trong này á thì xăng nó sẽ bốc hơi đi và nhớt ở lại đó, và những cái tạp chất ở lại nữa đó, thì Thiền ở đây thì gặp rất rất là nhiều anh em bị cái tình trạng đó ha đó. Thì anh em nên lưu ý giúp Thiền cái vấn đề đó để mình sử dụng cho nó bền hơn ha anh em. Rồi thì con này thì trang bị cho anh em là cái nòng 36 ly ha, 36 ly thì cũng khá là ok anh em, sử dụng 36 ly thì thông dụng ha, thông dụng anh em. Rồi thì phía trên này nó sẽ anh em thấy cái buri lò ra ngoài này ha, nó có một cái lớp chụp lại đó, thì nó sẽ lộ thiên như bên này luôn, lộ thiên như thế này luôn. Anh em mà trong quá trình sử dụng mình thay thế hay mình sửa chữa rất là dễ dàng nha anh em. Rồi thì Thiền xin báo giá lại cho anh em một lần nữa nè ha. Con này bên cửa hàng Thiền đang bán là 1.950.000 giá tại cửa hàng nha anh em. Nhưng khi anh em mà ở xa mình chuyển khoản đầy đủ cho Thiền thì Thiền sẽ bao ship tới tận nhà anh em luôn. Còn anh em yên tâm, hàng ở đây Thiền quay sao thì sẽ tới tay anh em y như vậy, không sai sót một tí cho anh em ha. Thì chắc chắn thì sẽ không lừa lọc anh em 1.000 nữa, anh em yên tâm. Còn anh em nào mà muốn nhận hàng kiểm tra rồi mà thanh toán á thì anh em sẽ mất thêm 50.000 phí ship nữa đó, và Thiền sẽ lấy thêm anh em 50.000 nữa nhá. Thì chắc chắn con này sẽ phí ship thì cao hơn 50.000 rồi anh em, chắc chắn nó sẽ ngoài 100.000 đến khoảng 180 ha, 120-180 thì Thiền sẽ lấy thêm anh em 50.000 nữa, là có nghĩa là 2 triệu ha. Anh em xem hàng rồi thanh toán giúp Thiền đó. Thì rồi thì máy này thì Thiền hiểu sơ sơ cho anh em biết rồi đó. Anh em nào mà quan tâm thì xin liên hệ đến số điện thoại dưới góc mình giúp Thiền nhé, hoặc là để lại số điện thoại của anh em bên dưới phần bình luận, Thiền sẽ gọi đi trực tiếp để tư vấn kỹ hơn về con máy cắt cỏ Takara có mã là 330 ha, kỹ hơn về thông tin của em nó cho anh em biết thêm thông tin nha anh em. Anh em xem video cho Thiền một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm thêm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiền ra video á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm bên Thiền ha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em vào video tiếp theo.